Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em lên sóng giới thiệu tới anh em một mẫu xe 523i được sản xuất năm 2010. Chiếc xe này là form mới rồi, hộp số mới, hộp số 8 cấp và máy của nó là máy mới, máy N52. Chiếc xe này thì động cơ của em nó chỉ có 2.5 thôi. Và hộp số 8 cấp đi kèm thì chiếc xe BMW 523i này nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Anh em mà chạy thường xuyên hàng ngày thì nếu như đi đường trường nó loanh quanh tầm khoảng từ 8 đến 10 lít xăng trên 100 km nhé. Và dòng 5 series này cái form dáng của nó nhìn rất là đẹp. Và nó gần như là cái form dáng nó nhìn rất là giống với 7 series chùm cuối của dòng BMW sedan. Đấy thì cái form dáng của BMW 523i này các bác nhìn thấy cái form dáng nó vẫn rất là đẹp. Và những chiếc 523i đời 13-14 thì chúng ta phải bỏ ra số tiền là trên 500 triệu, thậm chí là gần 600 triệu luôn đấy. Thế nhưng mà đời 2010 với chiếc xe này thì chất lượng nó không khác gì với những con đời 2014-15 cả. Nhưng mà cái form dáng của nó và cái chất lượng của xe thì nó cũng thế mà giá này êm hơn rất là nhiều. Với mức giá thì bên em đang chào bán là chỉ có 420 triệu đồng và còn bớt còn thương lượng. Cái giá bên em đưa ra là cái giá để cho anh em có thể tham khảo nhé. Đó, tham khảo trên thị trường thì nếu như đời 2011 ấy, hơn con này một đời thôi thì người anh em cũng đang giao bán là cái tầm giá từ 450 đến 470 triệu đó. Nhưng con này bên em bán là 420 triệu và còn bớt bao hồ sơ, bao vận chuyển cho anh em trên toàn quốc nhé. Đấy, và xe thì là cam kết cho anh em là máy số zin này, nội thất zin này, thân vỏ zin. Xe con này anh em mua về là chỉ việc đi thôi, không cần phải làm gì nữa cả. Hệ thống đèn hậu phía sau là giải đèn led. Đời này thì cái công nghệ hệ thống đèn của nó đã là đèn led rồi, nhìn hiện đại rồi. Nó không còn kiểu đèn halogen nữa. Và hệ thống đèn pha cũng vậy, có mí đèn led giải định vị ban ngày và có hai đèn bi nguyên bản theo nhà sản xuất luôn đó. Và nói đến BMW ấy, thì chắc chắn nó là một trong những chiếc xe, một trong những cái thương hiệu xe lịnh người lái cực kỳ luôn. Cảm giác lái cực kỳ sướng, lái là sướng nhất. Và cái độ cách âm chống ồn của BMW thì thực sự là không có một giới chơi xe nào chê cả. Nó cách âm chống ồn nó cực kỳ tốt luôn. Chạy đầm, chạy chắc, đạp ga phát là nhích, nâng dính ghế luôn. Đấy, và xe thì có trang bị khá nhiều option nhá. Nhất là nội thất là nguyên bản theo xe này. Còn đâu về túi khí an toàn của con này nó phải là trên 10 túi khí. Đấy, và có cần số điện tử, có chế độ thể thao này, có phanh tay điện tử auto hold, đi đèn xanh đèn đỏ là nó sẽ tự động khoanh, còn đâu là khi chúng ta đạp ga phát nó cũng sẽ tự động nhả nhé. Có vô lăng chỉnh điện, có ga tự động cruise control, điều hòa auto hai vùng độc lập, đề start top, chìa khóa smart key. Đó, nội thất là nguyên bản luôn. Đời 2010, nghe đời 2010 đến bây giờ nó là 14 năm rồi, nhưng các bác nhìn nội thất nó khác gì đời 2019-20 đâu. Nhưng dòng xe này thì chủ nhân ấy người ta cũng rất là lưu luyến nâng niu xe, vì giá trị lúc mua mới nó rất là đắt tiền, phải trên 2 tỷ đồng. Nhưng bây giờ thì giá quá hợp lý. Và các bác nghe tiếng đóng mở cửa này đấy, nó chắc nịch, nó chắc như cua gạch luôn. Các bác hình dung là với những dòng xe của Đức ấy thì luôn mang cho chúng ta một cái cảm giác đóng mở cửa nó chắc chắn, nó không bị ọp ẹp. Và hệ thống thân vỏ sắt xi của xe nó thiết kế ra cực kỳ tốt luôn. Chúng ta chạy thì nó sẽ có cái độ đầm chắc nhất định, không bao giờ giống như xe Nhật và xe Hàn. Và con này là nhập khẩu nguyên chiếc của Đức nhé. 4 tổng nâng hạ kính điện auto, ghế chỉnh điện và có nhớ ghế. Về keo chỉ mọi thứ thì không cần phải xem đâu anh em ạ, keo chỉ zin cả xe. Đấy, có vô lăng chỉnh điện đây, đèn là pha auto, gạt mưa auto hết rồi. Túi khí nùng quanh xe luôn, ghế kiếc là cũng có túi khí hết, không thiếu túi khí ở chỗ nào cả. Máy zin, cốp của này cũng rất là rộng, cốp mà điện này. Tem mác của xe đây, nguyên bản hết. Con này anh em nào mà thuộc top gọi là kỹ tính thì có thể mang ra hãng BMW đúp, các bác check test thoải mái luôn. Cam kết về tai nạn đâm đụng ngập nước và cam kết về cái vấn đề là máy số là nguyên zin nguyên bản luôn. Đó, ốp nỉ phần cốp này chống ồn tốt hơn này. Đó, ở dưới này thì chúng ta nhìn thấy có bình ắc quy treo phía sau. Dòng này thì lốp của xe là sử dụng lốp chống xịt cho nên nó không có lốp sơ cua dự phòng nhé. Có màn hình nguyên bản theo xe, camera nùi đầy đủ hết rồi. Về gầm của nó thì rất là đẹp, gầm trắng tinh này. Đó, con này là máy máy i6, tức là 6 máy dọc cầu sau.
câu đẩy. Xe thì có thảm sàn 5D hết rồi. Đây, máy em sẽ cho lộ các bác cùng cảm nhận này. Máy con này thì nó là nổ lên nó là quá chất luôn. Đạp ga thì lưng dính ghế luôn. Cảm giác lái nó rất là sướng. Và chạy lái con này cũng tương đối nhẹ nhá. Đấy. Nhẹ cũng không phải là nhẹ quá, nhưng mà nó lại có cái cảm giác lái vô lăng nó rất là đầm. Đầm và đi tốc độ cao thì sẽ có cảm giác cực kỳ là thật xe luôn. Đây, form dáng tổng thành này các bác nhìn. Quá là ok luôn ạ. Hệ thống phanh thiết của nó này là răng đúc. Và lốp là ER17 17 inch. Đèn pha đây. Đấy, đi con này cửa tiền là 400 triệu quay đầu. Đi con này nó là cực kỳ lịch sự rồi. Máy mới đây. Máy con này là máy zin nhé. Đây nó có những cái thanh rằng để tăng thêm cái độ cứng cáp hơn cho cái phần rằng bệ của đầu xe. Những cái cụm ngoạm của nó này các bạn nhìn thấy chắc chắn vô cùng luôn. Đói. Tem mác đây. Cabo mọi thứ là zin hết. Keo chỉ zin hết cả xe, không cần phải bàn gì tới nhé. Máy nổ thi thầm luôn. Nổ tanh tách luôn. Đó. Máy số là nguyên zin nguyên bản, keo chỉ là nguyên bản cả xe, thân vỏ không tai nạn va quệt đâm va. Trên cabo có những cái đường vân để tạo cho chiếc xe này tăng thêm cái vẻ đẹp khí động học hơn và nhìn thể thao hơn. Và một lần nữa thì quý vị anh chị và các bạn nào mà chúng ta đang quan tâm đến dòng BMW 523i đời 2010 nhập Đức này của em thì các bác hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em mình qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết và nhà em thì có nhận trao đổi xe nhé. Quý anh chị và các bạn nào chúng ta có nhu cầu muốn trao đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết và giấy tờ xe cho các bác cùng xem. Với giá bán là 420 triệu là cái giá để anh em có thể tham khảo và còn bớt đấy, và có bao hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào muốn quan tâm đến ô tô cũ thì có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cả bên em. Xin trọng cảm ơn.